Tôi đã trở thành tội đồ của Phan Lenin rồi anh em ơi. Nhưng mà cái này đánh hợp tay quá anh em. Nhỏ. Đó. Bỏ nhỏ. Gõ cái xong quay lưng lại luôn. Tại bình thường đánh tấu hài quá nên giờ thằng em bất ngờ đó he he. Ok, chuyện là mấy nay anh em thách tôi mượn đưa ra 10 ly trong quay. Cái này mượn có gì khó đâu. Xong rủ mấy thằng em đồng môn Phan Lenin ra đánh. Cái xong giờ nó giận tôi luôn rồi anh em. Nhưng mà nói gì nói, cái đưa ra 10 ly trong quay này đánh quá hợp tay. Đập cháy, cảm giác cầu tốt. Cái này thông số 3U nhưng mà cảm giác đánh cũng không quá khó như mấy cây unit khác nha nè. Phong cầu thì vũ cái tay cái là đi cuối sân rồi. Nice. Bộ bình thường tao đánh dở lắm sao mày bất ngờ vậy mày. Cái này anh đôi thích nè, đứng lưới gõ cầu ra rất nhanh nha. Trận đấu không có gì để nói cho đến khi... Ý, bắt bài mà hụt. Rồi, anh Khoa báo. Mình đánh. Anh Khoa báo lâu ngày không đi đăng lưới, bị chạy dây, bắt đầu đánh sản rồi nè. Xù ghê. Ok, lại nè. Đúng rồi. Xù ghê ra ngoài rồi. Mẹ đập tốt quá nha. Ép trái tay rồi. Đó, thấy chưa. Gõ cái lưới này chứ. Chạy dây rồi thì thay lưới đi cha.